Chị ơi, lấy cái khăn cho mẹ một tí. Nào, hai chị em bé hai. Nào, bé Như với bé gì nhỉ? Bé Quỳnh à? Bé Như mà. Bé Như với con là bé gì? Hả? Mấy nghìn cơ? Ở thế thì lấy này bí mật ăn đi, lấy bí mật ăn đi. Để ông quay video. Bóc đi, bóc ăn đi. Bóc ra, bóc bim bim ra để cho ông ăn với chứ. Bóc ra, ăn đi. Khẩn trương, bé Như. Nhanh còn kịp. Bóc bim ra ăn đi. Ăn với chị Quỳnh đi. Ăn rồi, ăn ngon thế nhỉ. Ây ô, ngon chưa? Bảo ông tránh ra, còn lâu mới cho ông ăn rồi thế. Ông ấy cho, lót cho vào cái cốc này này. Bé Như ăn nhanh đi. Thì bé Quỳnh ăn hết rồi đấy. Chị Quỳnh ăn rồi. Nào. Ok, được chưa, ăn đi, ăn đi. Hai chị em ăn đi. Ăn nhanh lên đi. Đấy. Đấy, rồi. Ngon đấy nhỉ. Được chưa, chị Như ăn đi. Nhanh nào. Ăn không đủ lấy thêm nhá. Tiếp tục. Còn không bóc tiếp. Quỳnh, bóc tiếp đi cái kia đi. Quỳnh như Quỳnh nhỉ. Alo, tiền đẹp thế nhỉ. Đấy, quá đẹp rồi đấy. Nè, bé Quỳnh nhìn vào đây. Bé Quỳnh, xinh gái quá, nhìn vào đây. Đây, xinh gái nhìn vào đây. Khoanh tay nha, Quỳnh kì, khoanh chân nào, khoanh chân này nào, khoanh chân vào, như khoanh chân vào. Đấy. Ông bỏ cái thùng nước mà, bóc vào cái kia ăn đi. Cái gói bé bé kìa, gói bé kìa. Bóc vào cho vào đây. Cho vào đây ăn đi. Cho vào đây. Đấy, hai chị em ăn nhá. Xem hai chị em ăn. Này, bé Như. Ông quay video mai gửi cho bố xem nhá. Cho bố Dũng xem nhá. Bố Dũng bảo, alo, con gái giỏi thế nhỉ. Con gái ăn với chị gái chứ, ăn với chị Quỳnh. Chị Quỳnh ở năm xưa này. Ăn bim bim với chị Quỳnh chứ nhỉ. Bố còn khen và alo, gái của bố ạ, xinh thế. Gái của bố ngoan nhá. Giỏi đấy. Ăn bim bim với chị Như đấy nhỉ, ăn với chị Quỳnh ấy nhỉ. Được. Em bé đâu nhỉ? Em bé đâu rồi? Hay dù em bé về nó nhỉ, cho em bé về ăn cùng nhỉ. Bé ngủ rồi á. Ai dù nó mẹ lấy cống ngồi. Ăn đi. Cống lưng ngồi đấy. Đấy đúng rồi. Ok. À nào. Bây giờ ăn no chưa? Quỳnh ăn no chưa? Hát một bài đi. Kinh đã bé Như hát bao mà hát bài không? Hát bài mà. Hát bài đi. Ông quay ạ. Bà ơi bà đi. Nói nữa hát. Nào hai chị em hát một bài. Đâu, cho em bé hát một bài đi. Hát bài. Bà ơi bà một này. Bà hát đi. Bà ơi bà cháu yêu. Đấy, hát to. Hát lại. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mày, cháu yêu. Giỏi quá, bé Quỳnh. Giỏi thế nhỉ. Alo, hát tiếp một bài nữa nào. Nào, bé Như. Nào, hai chị em nào. Ba thương con thua không? Ba thương con vì con rong mẹ thương con vì con rong cha.
nhà ta đều thương yêu nhau, xa là như gần nhau là cười. Hát lại từ đầu nào. Ba thương con, ba thương con như như hát à. Mẹ thương con, mẹ con sắp ba, xa nhà ta, xa là như gần nhau là cười. Nhìn vào đây, nhìn kia, nhìn rồi thế nhẹ. Đúng không? Tay múa chứ. Chỉ kinh mà, đây chỉ kinh. Hát to đi. Mơ nè, mẹ ba đi băng, đang bỏ cái đánh cho. Giỏi thế nhỉ, được. Hát lại. Chỉ kinh nha, chỉ kinh. Hát to. Ai giỏi đấy. Nào, ba thương con. Con càng sắc mẹ. Mẹ thương con. Vì con thương ba. Cả nhà ta. Xa là như. Thương nhau là cười. Yeah.